Chào các bạn, ở đây mình đang có một cái gương của Xiaomi. Cái gương này rất là đặc biệt. Nó là cái gương dành cho xe hơi, nhưng mà nó còn bao gồm cả cục phát 4G cũng như là một cái camera hành trình ở phía sau. Thì cái gương của Xiaomi đang được bán ở Việt Nam với giá khoảng 4 triệu đồng. Mình mượn cái này của Chiếm Tài Mobile. Thì cái gương này nếu mà bạn nào hay đi xe hơi nhiều thì nó sẽ có tác dụng rất là lớn. Ở mặt sau thì nó sẽ có một cái cổng micro USB để nó tự động nó ghi hình. Các bạn thấy là cái hình ảnh nó đang được ghi như thế này. Cái gương này thì mặc dù là Xiaomi nhưng mà nó là thương hiệu con, là Yi sản xuất chứ không phải là Xiaomi chính hãng. Chứ vì vậy mà hiện tại thì nó vẫn đang là tiếng Tàu và không biết là nó có được lên tiếng Anh hay không. Thì đây là cái điểm mà mình tiếc nhất đối với cái gương này. Còn lại thì tất cả mọi thứ thì mình đều rất là thích. Bạn thấy là chúng ta có một cái màn hình và mặc định là cái gương này nó dài gần gấp đôi so với lại cái gương mặc định mà mình đang lắp ở trong cái xe này. Ở đây là một cái màn hình, khu vực xung quanh là những cái gương như bình thường thôi, thì nó hơi bóng một chút so với lại cái gương thường. Và nếu mà không muốn hiển thị màn hình thì các bạn có thể bấm một cái nút, các bạn tắt đi, thì nó lại biến thành một cái gương bình thường và quan sát y như bình thường luôn. Kể cả trong tối thì mình cũng thấy được. Ngày xưa mình có một cái gương kiểu này của Papago, nhưng mà nó ngắn hơn và nó chỉ có chức năng duy nhất là tích hợp camera hành trình. Còn cái gương này thì có rất là nhiều tính năng và các bạn có thể điều khiển hoàn toàn trên màn hình cảm ứng. Nếu mà bạn nào biết tiếng Tàu thì các bạn có thể bấm vào đây để ra lệnh bằng giọng nói tiếng Tàu hay là hỏi một số thông tin. Nhưng mà rất tiếc là nó chưa hỗ trợ những cái tính năng này ở Việt Nam hay là hỗ trợ tiếng Anh. Hơi buồn một chút. Thì các bạn điều khiển y như một cái máy Android bình thường, bởi vì đây là một cái gương chạy trên hệ điều hành Android. Thì các bạn vuốt ở bên này thì chúng ta sẽ kích hoạt một số tính năng, ví dụ như là ADAS, tức là nó sẽ dựa vào những hình ảnh để nó cảnh báo va chạm. Nó xác định là có khả năng xảy ra tai nạn thì nó sẽ báo tít tít lên để cho mình biết. Chúng ta cũng có một số cái ví dụ như là tắt mở wifi, tắt mở bluetooth để kết nối với điện thoại của chúng ta ở đây. Cái ứng dụng ở trên cái gương này thì các bạn phải có tài khoản Apple Store Trung Quốc hay là cái tài khoản Android. Hay là nếu mà bạn nào mà dùng Android thì các bạn có thể download một cách dễ dàng, nhưng mà các bạn buộc phải đăng ký mới sử dụng được. Và khi mà đăng ký thì chúng ta phải dùng số điện thoại của Tàu. Tức là cái gương này nó hơi mang gì đó tính local, tính nội địa nhiều hơn là cái tính quốc tế. Thì đó là sơ qua một số tính năng, nhưng mà cái điểm mình thích nhất là cái tính năng này. Các bạn bấm vào đây thì nó sẽ tự động nó phát một cái mạng wifi và mình gắn cái sim của Việt Nam vô thì nó vẫn chạy một cách bình thường. Vừa nãy mình có thử thì nó có thể nhận được tốc độ là khoảng 30 m một giây, một cái tốc độ rất là nhanh so với cái điều kiện mạng 4G hiện tại ở Việt Nam. Chúng ta có thể tăng giảm độ sáng, tăng giảm âm lượng ở đây. Đó, có cả tìm kiếm nữa. Các bạn vuốt lên vuốt xuống thì không có tác dụng gì hết, nhưng mà các bạn có thể vào thiết lập. Thiết lập thì toàn bộ là tiếng Trung Quốc. Rất là khó. Cho bạn nào mà không biết tiếng Trung Quốc, mình cũng không biết. Mình phải dùng Google Translate để có thể sử dụng được cái gương này. Và khi mà mình kết nối vào điện thoại thì nó cũng không có phiên bản tiếng Anh như là những cái thiết bị của Xiaomi. Chứ vậy mà bạn nào mà thích cái gương như thế này thì mình nghĩ là các bạn nên chờ phiên bản của Xiaomi khoảng tháng 5 nó sẽ có. Thì nó là toàn bộ cái màn hình luôn. Còn hiện tại thì dành cho bạn nào máu quá thôi. Hoặc là các bạn nào mà muốn dùng 4G, nó sẽ phát 4G liên tục trên điện thoại. Và một cái gương rất là dài, rất là đẹp như vậy để chúng ta tầm quan sát lớn hơn, cũng như là một cái camera hành trình chất lượng rất là ổn. Thì đó, thì tính ra ba cái tính năng đó trong một thì cái gương này không hề mắc. Nhưng mà nếu mà bạn muốn một cái gì đó hợp lý hơn mà chắc gần như chắc chắn sẽ có tiếng Anh thì hãy chờ cái phiên bản của Xiaomi. Rồi, xin cảm ơn các bạn.